Chị ơi, chị thấy cái nào ở trên lên thì đúng không ạ? Mình đang là sinh viên năm thứ nhất của trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội ạ. Đây là Cấn Thị Mai Quyền. Vâng. Chị ơi, sau khi học thì chị có cảm nhận như thế nào ạ? Chị có thể chia sẻ một chút khán giả đúng không ạ? Sau khi uống nước tinh khiết Lavi, mình cảm thấy rất là dễ chịu. Nó có thể giải khát cho mình. Cảm thấy nước tinh khiết mềm mát và thanh dịu. Vâng, cảm ơn chị. Nước tinh khiết Nhung là ai nhỉ?